cập nhật phiên bản mới, nên là hôm nay mình lên đây để review những tính năng mới cho các bạn xem nè. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Đầu tiên khi mà các bạn bước vào Plaza thì các bạn cũng có thể thấy là có một sự thay đổi rồi đúng không? Đó chính là nhà phát hành đã trang trí thêm chủ đề Halloween vào trong game. Các bạn thấy trang trí như thế này có đẹp không? Riêng mình thì thấy rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó chính là một cái tính năng mà mình chắc chắn là có rất là nhiều bạn thích luôn đúng không? Đó chính là tính năng thời tiết. Game đã cập nhật thêm tính năng là buổi trưa và buổi chiều. Xong rồi còn thêm tính năng thời tiết giống như là mưa và có tuyết rơi nữa. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà chưa thấy mưa bao giờ. Thì mưa nó sẽ xuất hiện ở bất kỳ một châu nào đó. Ví dụ như là nó xuất hiện ở châu Mỹ thì ở châu Á sẽ không có mưa. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để thấy mưa. Đó chính là khi mà các bạn ở châu Á các bạn không thấy mưa thì các bạn có thể bay qua châu Mỹ hay là các bạn bay qua châu Âu. Những chỗ nào mà các bạn bay đến không có mưa thì các bạn tiếp tục bay đến cái châu khác thì sẽ có mưa thôi. Nhưng mà cái mẹo này thì hơi tốn tiền một chút. Các bạn cũng có thể đứng một chỗ rồi từ từ thì cũng sẽ có mưa. Mỗi lần mưa thì mưa khá là lâu, nên là khi mà các bạn thấy mưa thì các bạn nhớ nhắn cho bạn bè của các bạn vào chơi cùng nhé. Hồi nãy giờ mình bay đến 2-3 lần thì cuối cùng mình cũng đã bay đến châu Á là nơi có mưa rồi. Mình rất là thích trời mưa, nên là khi mà game gặp nhật tính năng thời tiết có mưa như thế này thì mình rất là thích. Trời mưa thì cũng giống như là trời nắng thôi, nhưng mà khi trời mưa thì sẽ có một người bán áo mưa nè, rồi có bán dù nữa. Các bạn cứ lại đây là sẽ thấy, nhưng mà khi trời mưa thì mới có nha. Nhưng mà mình thấy những cái dù với lại những cái áo mưa trong đây thì khá là đắt luôn. Những bạn nào mà có nhiều tiền và các bạn muốn mặc để cho đẹp thì các bạn hãy mua, vì mình thấy nó cũng không có tác dụng lắm, lâu lâu mới mưa mà. Nhưng mà mình sẽ mua mặc thử cho các bạn xem nha. Các bạn mua áo mưa rồi thì các bạn không cần mua dù cũng được, nhưng mà mình làm video thì mình sẽ mua cả hai để cho các bạn xem là nên mua cái nào. Riêng mình thì mình thấy khá là thích cái dù này luôn, vì nó có thể mở ra và mở vào được. Mình thấy nó rất là đẹp và cute luôn. Và tiếp theo là chức năng tặng quà. Những cái món quà cũng đã được thay đổi thành những món quà khác rồi. Những món quà mới là áo mưa Halloween, cây dù Halloween và những vật trang trí bằng tiền sao. Mình nghe nói trong trường học cũng có cập nhật thêm là lớp học mới nữa. Bây giờ thì mình sẽ vào xem sao nha. Trong trường học cũng đã trang trí Halloween hết rồi nè. Ở buổi tối không biết là như thế nào ha. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng trường học xem là có lớp học nào mới không. Và mình phát hiện ra là trong trường chỉ thêm môn học mới chứ không có thêm phòng học mới nha. Và môn học mới đó chính là môn nói hình vẽ, thì mình sẽ được học ở trong lớp mỹ thuật. Ok, bây giờ thì mình sẽ để đến môn đó rồi mình học, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đối với mình thì cái môn này cũng khá là dễ thôi. Các bạn chỉ cần nói những cái hình này đến với nhau là được, nhưng mà không được nói chéo chồng lên nhau nha. Vì là lần đầu tiên mình học môn này nên là mình học còn khá là dở, nên mình chỉ được hạng B thôi. Mình nghe nói là có đến 2 môn học mới lặng, nhưng mà mình chỉ mới gặp được một môn thôi. Bây giờ thì mình sẽ chơi trò chơi mà các bạn mong chờ nhất, đó chính là những trò chơi mà có trong phim Squid Game nha. Các bạn thấy cái trò này như thế nào? Mình thấy cái trò này rất là khó luôn. Mình cũng đã biết cái mẹo để chiến thắng cái trò chơi này rồi, nhưng mà khi mới vào á thì nó rất là khó ở cái chỗ là có rất là đông người, và khi mà mình chơi thì cái trò này nó khá là chen lấn nhau, nên là nếu mà các bạn nhảy một cái mà khi mà mình bị chen nhau hay là mình bị xô á là mình té liền luôn. Nên là mình khuyên các bạn á là những cái phút đầu thì các bạn cứ để cho những người khác đi nhảy trước đi, rồi những người đó nhảy xong qua 2-3 cái bậc rồi thì các bạn hãy nhảy. Thì khi đó có khá là ít người lại rồi, và khi mà các bạn nhảy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu các bạn thấy như vậy thì tốn thời gian quá, thì đầu chặn vào các bạn có thể là người nhảy đầu tiên, và các bạn phải nhảy thật là nhanh. Và khi mà các bạn nhảy theo cái mẹo đó thì các bạn sẽ đến đích đầu tiên. Nhưng mà cái mẹo đó thì không phải ai cũng biết, nên là clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhảy cái mẹo đó nha. Lúc này thì chỉ còn có 2 người thôi, thì mình sẽ nhảy theo cái mẹo đó. Các bạn nhảy giống như mình thì các bạn sẽ an
còn khi nhảy thì các bạn phải canh cái khoảng cách và cái tốc độ của mình nữa. Mình chỉ để ý đến cái cầu thang mà mình quên cái khoảng cách của mình nên là mình đã té. Và tiếp theo mình rất là thích cái trò này luôn, đó chính là trò đèn đỏ đèn xanh. Cái trò này thì khá là đơn giản thôi, cái tay trái của các bạn chỉ cần kéo chạy và con mắt của các bạn chỉ cần nhìn lên cái dòng chữ đó. Khi mà các bạn thấy cái dòng chữ màu xanh thì các bạn chạy, và khi mà các bạn thấy cái dòng chữ màu đỏ thì các bạn ngừng tay lại cho nó đứng lại. Nếu đó là cái dòng chữ màu đỏ và các bạn chạy thì các bạn sẽ bị bắn chết đó. Hoặc các bạn cũng có thể coi bằng cách là cái con búp bê ở đằng trước á, khi mà các bạn thấy nó xoay mặt qua thì các bạn đứng lại, và khi mà các bạn thấy nó xoay mặt vào thì các bạn hãy chạy tiếp. Nhưng mà như vậy thì nó khá là xa và nhìn thì khá là khó, nên là các bạn chỉ cần nhìn vào cái dòng chữ thôi. Các bạn lưu ý là cái trò này cũng có đếm thời gian nữa, nên là các bạn nhớ chạy thật là nhanh vào. Các bạn đón xem là mình có sống sót không? Khi chơi cái trò này thì mình rất là run luôn. Mình sắp đến đích rồi và chỉ còn có 7 bạn thôi. Và thời gian cũng sắp hết rồi, mình lo quá đi, không biết mình có tới đích được không? Mình bị bắn không? May quá, cuối cùng mình cũng đã đến đích kịp thời gian rồi nè. Có một bạn sắp thắng thì bị bắn rồi. Bây giờ chỉ còn có 3 bạn thôi và cũng sắp hết thời gian rồi. Các bạn đã thử xem là có bao nhiêu người chiến thắng nha. Và cuối cùng chỉ có một mình chiến thắng thôi. Tất cả mọi người đều đã bị bắn hết. Chỉ mới vòng đầu tiên thôi mà các bạn đã chết hết luôn rồi. Các bạn thấy skin mới của chiếc xe buýt này như thế nào? Mình thấy nó rất là đẹp luôn. Và tính năng tiếp theo, khi mà các bạn câu cá thì các bạn có thể câu được cái hộp mà có trang phục người sói. Bạn nào câu được rồi thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Và các bạn câu được ở đâu, ở địa điểm nào và thời gian bao nhiêu, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Vì mình thấy cái trang phục người sói này rất là đẹp luôn, nên là mình muốn câu được nó. Mình chưa thấy ai câu được cả, và nó có thời gian nữa đó, nên là các bạn câu mau đi nha, không thôi là nó sẽ hết sự kiện đó. Ok, vậy là mình cũng đã trải nghiệm hết những cái tính năng mới rồi. Còn các bạn thấy làm cập nhật này như thế nào, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ cho mình một